hiện tại có một số phim do bản quyền nên bọn mình không thể up ở nền tảng YouTube. Chính vì thế bọn mình đã hợp tác với Bilibili. Các bạn có thể tải app và tìm kiếm AL Anime ở trên đó. Chúng ta sẽ có nhiều video hơn để xem, kể cả những video cũ đã bị xóa do bản quyền. Cảm ơn mọi người đã xem phần thông báo này nha. Bye bye. Hello, tôi trở lại rồi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuộc hành trình phiêu lưu của Aladdin và Alibaba nhé. Những tập tiếp theo sẽ đánh nhau y xèo loạn xạ cả lên, nên là chuẩn bị bật chế độ 0.5 của YouTube để nghe rõ những đoạn tôi bắn chữ nha. Tập 13. Quân lính không cho Alibaba vào bên trong, nhưng người dân liên tục bạo động nên là Alibaba hứa nếu cho cậu vô, cậu sẽ làm dịu lòng dân lại. Chúng đồng ý. Cậu quay lại dương cao thanh gươm nhỏ của mình hướng với mọi người, cậu sẽ thay đổi đất nước này. Còn cô gái hôm bữa cũng là công chúa của đế quốc Khu, được gả cho tên Abumat để gắn kết quan hệ ngoại giao của hai nước. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình không được tự do chọn một tình yêu thật thụ mà phải làm vật ngoại giao. Tên chủ ngân hàng đã đem 3 tên lính thiện chiến của hắn tặng cho Abumat. Chúng là những người đã đụng độ với Masuru và Moriana tối hôm trước. Khi thấy tin báo Alibaba đã xâm nhập vào cung điện, tên Abumat cử một trong số chúng xuống chặn đường giết chết Alibaba. Hắn là một kẻ sở hữu trái ác quỷ hệ Zo. Hình dạng của hắn là một con voi. Đùa đó. Với lực hất vòi của hắn, Alibaba khó mà chống đỡ được. Ngọn lửa của cậu bị hắn dùng vòi xịt nước dập tắt nhanh chóng. Alibaba cố tập trung ngọn lửa để chuyển hình thái của thần vật, nhưng mà tên voi không cho Alibaba thời gian. Cậu liên tục bị hắn dồn vào chân tường. Cậu quyết định tập trung tinh thần lần nữa và lần này đã thành công. Chỉ với một đường chém của hình dạng thật của thần vật, Alibaba dễ dàng cắt hắn ra thành đôi. Tên tiếp theo được phái xuống, hắn có vô số thuộc hạ là những con khỉ liên tục quấy nhiễu Alibaba. Sức mạnh này cũng ảnh hưởng đến đôi tay của Alibaba, bàn tay cậu dần bị đen và vết gân máu nổi hằn lên. Không thể phung phí mà gọi cho những trận đánh như thế này. May mắn thay là Morgiana đã đến giúp đỡ. Cô muốn giúp Alibaba những việc nhỏ này, cho nên là cô sẽ chặn đường tên này lại. Alibaba tiếp tục tiến lên cung điện, vậy thì để bà giúp một cú chót cho nghe. Morgiana bưng Alibaba lên và quăng lên trên, vậy cho nó lẹ. Gì cũng phải đến tay bà, bất minh nè. Khi lên trên, Alibaba gặp tên báo, tanh gươm cũng hết ma gòi nên là đã về lại hình dáng cũ. Nhưng có một cách để nạp ma gòi trong lúc chiến đấu, chính là do Amon hệ lửa nên là Alibaba dùng dầu rưới lên và nạp lửa cho thanh gươm. Nó lại quay về hình dạng chiến đấu được một lát, đủ để Alibaba tiễn tên báo đi xa. Còn Morgiana, cô gặp trở ngại khi số lượng khỉ rất nhiều. Cô lợi dụng sức bật của đôi chân mình, bật tứ hướng tạo tốc độ và lực cho cú đá của mình giống như là thằng lò xo nào đó, và đạp tên khỉ trùng lũng người. Alibaba cuối cùng đã đến được cung điện, nhưng mà Abumat không hề muốn nói chuyện với cậu. Hắn sai binh lính bao vây cậu, nhưng cậu chỉ muốn nói chuyện với Abumat về vấn đề của đất nước với vai trò như một hoàng tử. Lúc này phó vương anh của Alibaba đã ra lệnh cho tướng quân Bakka chặn tất cả binh lính lại, để cho Alibaba có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Abumat. Tập 14. Alibaba đã đứng ra và nói hết tội ác của tên Abumat với toàn bộ binh lính rằng hắn sắp biến vương quốc này thành nơi sản xuất nô lệ. Vì điều này, tất cả mọi người đã không còn nhận tuân lệnh của hắn. Cuộc đảo chính gây ra sự ồn ào nên là cô công chúa thứ 8 của đế quốc Khu tên là Ren Kogyoku. Cô ta tới để tìm vị vua sẽ kết hôn cùng cô để hoàn thiện hiệp ước ký kết giữa hai quốc gia. Khi biết người mình cưới là cái tên Abumat này thì có vẻ cô cũng không muốn chút nào. Nghĩ sao xinh đẹp vậy mà gả cho cái tên heo ngu đần kia. Nhưng vì đang có cuộc đảo chính nên là tên chủ ngân hàng bảo vương quốc Bombat hiện tại chưa tìm được vị vua. Alibaba đứng ra và nói Bombat giờ đây sẽ không còn vua nữa. Họ sẽ xây dựng lại một nền dân chủ để dân hoàn toàn quyết định. Và đó là câu trả lời của cậu. Xin cùng những nhà ngoại giao trong liên minh 7 đại dương của anh cũng đã đến nhằm khuyên Alibaba nên làm vua. Nhưng có vẻ đây là câu trả lời trong lòng của Alibaba. Còn về việc ký kết với đế quốc Khu, Alibaba muốn yêu cầu công chúa hủy bỏ tất cả. Tất nhiên cô ta cũng chịu áp lực từ vua cha nên là không thể quyết định mọi việc. Alibaba muốn thay vì phải dùng vũ lực để tranh giành địa bàn, thì cậu sẽ đồng ý cho đế quốc Khu sử dụng thương cảng của mình để tăng mạnh quá trình trao đổi hàng hóa với các quốc gia. Điều này cũng có lợi cho đế quốc Khu, vì không cần tốn sức mà vẫn kiểm soát được nền kinh tế. Xin cũng cùng Alibaba quyết định Bombat sẽ là thành viên của liên minh 7 đại dương của Xin, có nghĩa rằng Bombat sẽ không còn chịu kiểm soát của đế quốc Khu nữa. Điều này để rõ ràng hơn, Xin cần đến đó để nói chuyện với ông vua. Công chúa cũng nghe theo lời Xin và e thẹn lưu quân, vì bản thân cô cũng không muốn lấy cái con heo kia. Giờ đây Alibaba đã nói hết tất cả mọi việc với toàn bộ người dân. Abumat đã thoái vị, hắn sẽ phải cùng mọi người cùng nhau chung tay xây dựng lại một nền văn minh dân chủ mới. Những bước đi mới cần được mọi người đồng lòng. Một cuộc cách mạng lịch sử sắp được thay đổi. Bên ngoài, đội quân của Kasim cũng từ từ kéo vào thành. Tập 15. Kasim bước tới sảnh và nói với toàn bộ người dân cùng giả tâm của hắn. Hắn cho rằng dù đất nước bây giờ có vua hay không thì cũng không thể bù đắp lại tội lỗi mà bọn hoàng tộc đã gây ra cho người thân của họ. Những người mất không thể sống dậy. Cùng với những thần vật kỳ bí của tên đeo mặt nạ đưa cho nhóm của Kasim, lòng hận thù của người dân một lần nữa trỗi dậy muốn tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc. Cuộc chiến giữa hoàng tộc và dân chúng tiếp tục lại xảy ra sau bao cố gắng của Alibaba. Còn về Aladdin, cậu đã hôn mê dài và như gần đã chết khi mà cố truyền mago cho Ugo. Ugo đã dùng rod của mình đem ý thức của Aladdin quay về bên trong cậu ấy. Tại đây Ugo nói rằng do Aladdin không phải là chủ nhân thật sự của cậu, nên dù Aladdin có truyền mago cho Ugo thì cậu cũng không nhận được.
và bên ngoài đang có những tác nhân gián tiếp tác động vào các sự kiện hiện tại để làm thay đổi dòng chảy lịch sử. Khi các sự việc bị thay đổi, rốt của chúng sẽ hóa thành đen như là tên Magi kia. Bọn chúng được gọi là những người đã bị sa đọa. Trong trận chiến với tên Zoro, Hugo đã dùng hết Magor mà chủ nhân trước cậu để lại để bảo vệ Aladdin, nên giờ đây Hugo không còn thể bảo vệ Aladdin được nữa. Chính vì thế, Hugo đã gửi cậu đến một nơi, nơi mà cậu có thể học được các tri thức cũng như sức mạnh mà cậu sẽ phải tự lo cho bản thân mình. Người sẽ trực tiếp chỉ dạy cho cậu chính là đấng tối cao Solomon. Bên ngoài, cuộc đảo chính của người dân đang ngày càng một mạnh mẽ. Họ tấn công binh lính và giết thẳng tay. Alibaba sẽ trực tiếp xuống để kết thúc chuyện này với Kazim. Ngọn lửa của cậu bao vây đàn sương mù. Từ trong ngọn lửa, Alibaba bước ra với ánh mắt phẫn nộ. Mục đích thật của tên Kazim chính là hắn không muốn mãi chấp nhận thân phận ổ chuột của mình, hay đúng hơn là hắn muốn làm vua. Alibaba cùng đoàn sương mù lao vào tấn công nhau. Bọn chúng đều được trang bị thần vật có thể tạo ra làn sương đen chói buộc. Bọn chúng liên tục tung ra những làn sương tấn công vào Alibaba. Phản xạ giúp cho cậu dễ dàng né tránh, nhưng mà số lượng làn sương quá nhiều khiến cậu cũng bị dính chói buộc từ chúng. Một đòn tích tụ được tên Kazim tung ra và Amon, thanh gươm của Alibaba một lần nữa về lại hình dạng chiến đấu. Với một nhát chém của mình, tất cả vũ khí của bọn chúng đều gãy đôi. Thanh gươm đã kề lên cổ của tên Kazim. Tất cả binh lính đều mong muốn Alibaba kết thúc hắn để cuộc chiến này chấm dứt. Nhưng trong đầu cậu luôn tồn tại hình bóng một người bạn thỏ nhỏ của mình. Vì điều này mà cậu không thể ra tay với Kazim. Chính lúc này, hắn đã dùng thanh thần vật bị gãy của hắn đâm thẳng vào người. Máu của hắn thấm vào thần vật bóng tối. Và tất cả những mảnh vỡ cũng như thân xác các thần vật khác xung quanh đều nhập vào người của Kazim. Giờ đây hắn chính là một vật chứa sức mạnh bóng tối. Hình dạng Kazim dần thay đổi và trở thành một con quỷ bóng tối. Tập 16, Kazim giờ đây như một con quỷ bóng tối hay còn gọi là thần đèn hắc ám. Trong đầu hắn chỉ muốn hủy diệt tất cả. Những quả cầu bóng tối của hắn chứa đầy sức mạnh phi thường. Mogiana phải bay lên đạp từ sau để cản hắn giết Abumat, và Alibaba cũng chần chừ nhưng mà vẫn kịp tung ra một đường kiếm cắt đôi một phần tay của hắn. Nhưng vì giờ đây hắn đã là một thần đèn hắc ám, sức mạnh từ những oán hận, lòng căm thù của người dân đã tạo ra các frost bóng tối để hắn hấp thụ. Chính vì thế cơ thể của thần đèn hắc ám được hồi phục và còn to lớn dần. Bên cạnh đó, thần đèn hắc ám có thể điều khiển được trọng lực và Mogiana không thể tiếp cận. Cô bị hút bởi trọng lực và quăng đi xa. Xin xuất hiện, anh nhảy lên bên trên nó và dùng tay đâm từ sau vô óc kìm hãm năng lực của hắn. Alibaba lại tập trung sức mạnh một lần nữa để chuyển hóa Magor cho Amon. Cậu lao vào cùng thanh kiếm của mình, một lực cản từ sức mạnh bóng tối cản trở mũi kiếm. Trong lúc đó, Alibaba đã thấy được Kazim đang bị trói buộc bên trong cơ thể thần đèn. Sinbad cũng không thể cầm cự được vì năng lực này đang tác động đến cơ thể anh, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để khiến hắn không thể sử dụng được trọng lực trong giây lát. Lúc này, Alibaba cần phải xử lý hắn một lần và mãi mãi. Cậu tập trung sức mạnh nhưng mà tâm trí vẫn nghĩ đó là người bạn của mình. Đến khi những binh lính cũng đứng lên để chiến đấu thay cậu thì Alibaba biết bây giờ cậu cần phải bảo vệ những gì. Sức mạnh trỗi dậy một lần nữa. Alibaba từ trên cao lao xuống với nhát đâm của mình bất ngờ. Tên Zoro đã tỉnh lại, hắn hất văng Alibaba ra. Bên ngoài, cuộc chiến của người dân vẫn khốc liệt. Nhóm người từng trộm đồ của Shin đang cố tìm lại anh để trả những thần vật này. Một nhân vật quen thuộc từ trên cao sắp quay trở lại với cuộc chiến. Vì cũng là một Magi hắc ám, Zoro đã thuần phục được thần đèn hắc ám và điều khiển trực tiếp hắn. Zoro tung những tảng băng ghim Shin vào bức tường. Tên thần đèn tạo một lúc 5 quả cầu. Mogiana không thể mang Alibaba né tránh hoài được. Alibaba muốn Mogiana quăng anh lên để anh tiếp tục dùng lượng Magor cuối cùng để chiến đấu, dù có thể chết. Vì nếu kết thúc ngay bây giờ thì mọi nỗ lực của họ sẽ công cốc. Cứ thế, Alibaba hết lần này đến lần khác lao lên một mình để chiến đấu, dù lần nào cũng bị đánh văng ngược lại, đến nỗi thanh Amon cũng đã gãy đôi. Và đây rồi, lúc nguy cấp nhất, những lúc Alibaba khó khăn nhất, bất cứ khi nào cậu ta cần, Aladdin sẽ ở cạnh bên. Ánh sáng sức mạnh của Aladdin từ trên cao giáng xuống, một Aladdin hoàn toàn khác vì giờ đây cậu đã không còn Hugo bên cạnh, nhưng có vẻ cậu đã sử dụng được phép thuật. Cậu tạo ra nguồn năng lượng Frost và tạo hình thù cho nó như là Hugo và chiến đấu với tên Zoro. Đòn sức mạnh của Aladdin tung ra có vẻ không ảnh hưởng gì đến tên Zoro này, vì hắn cũng hấp thụ Frost bóng tối từ hàng chục ngàn người của vương quốc này. Aladdin nói phép thuật cậu chưa hoàn thiện, nhưng mà Alibaba sẽ chiến đấu và cậu tin chắc Alibaba sẽ làm được điều đó, vì bên cạnh những người hiếu chiến vẫn có những người dân mang trong mình ngọn lửa hy vọng mà Alibaba đã thắp lên. Aladdin tiếp tục tạo một vòng xoáy Frost và tờ mặt nạ nói rằng Aladdin đã có được nó, đó chính là sức mạnh trí tuệ của Solomon. Tập 17. Sức mạnh Aladdin vừa triệu tập chính là kêu gọi người thân, sự trợ giúp của các linh hồn Frost. May mắn thay, sức mạnh cậu học được chính là lửa. Nó cũng cung cấp Magor cho thanh kiếm Amon của Alibaba phục hồi lại nguyên trạng. Aladdin phòng thủ và cản trở tất cả đòn tấn công của Zoro để đưa Alibaba vào thế thuận lợi nhất để cậu cùng Amon đâm thẳng vào thần đèn bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, Alibaba đã lao vào bên trong thần đèn và gặp được linh hồn của Kazim. Kazim rất giận dữ vì số phận của mình. Cuộc đời luôn khiến cậu ta chịu nhiều oan nghiệt, từ người cha bạo hành và cái chết của người em. Mọi thứ mà Kazim có được đều trái ngược với Alibaba vì cậu có tình thương của người mẹ và thân thế hoàng tộc. Với những lý do đó, Kazim luôn tìm cách thay đổi số phận của mình và Alibaba lại là người cản trở. Trong cơn giận dữ cùng sức mạnh Frost bóng tối, Kazim lao vào đâm thẳng qua người của Alibaba. Cú đâm giúp cho Alibaba hiểu rõ hơn cảm giác của Kazim. Cậu trách bản thân mình đã không nhìn nhận và hiểu được tâm trạng của người bạn bấy giờ. Trong quá khứ ấy, Kazim mang nỗi đau giết cha,
vì ông ta muốn đem con gái của mình đi tiếp khách và bệnh tật nghèo đó khu ổ chuột đã khiến đứa em của cậu ra đi mãi mãi. Hiểu hết nỗi đau ấy, Alibaba đã rơi lệ, giọt nước mắt ấy cùng những linh hồn rớp ánh sáng nó bao phủ và cứu rỗi linh hồn của Kasim. Kasim cũng đã không còn bóng tối vây quanh, cậu nghĩ ra một tương lai khác khi cả hai đều còn là bạn và đồng hành thì có lẽ điều tốt đẹp đã đến với họ. Sức mạnh ánh sáng ấy từ bên trong đã tiêu diệt toàn bộ thần đèn hắc ám. Một thứ gì đó đang tác động đến tên Magi bóng tối nên là người mang mặt nạ bí ẩn đã mang hắn đi. Hắn nói Aladdin chính là Magi thứ tư có được sức mạnh trí tuệ của Solomon nên là hắn cần lui lại để thực hiện những kế hoạch khác để bóng tối tiếp tục bao phủ thế giới này. Nhưng mà đâu có dễ như vậy. Ây da, phải chi mà có mấy cái món này sớm chắc là Sinbad cũng đã cân được thần đèn hắc ám. Xin cùng hai thuộc hạ của mình đã lấy lại được thần vật. Hai thuộc hạ của Xin có thể mượn sức mạnh từ thần vật của anh và chuyển hóa nó thành sức mạnh riêng cho mình. Tên đeo mặt nạ bị lấn áp hoàn toàn, không có cơ hội xoay sở và vị vua của bảy đại dương, Sinbad và sức mạnh thần vật, anh ta như một thủy quái nhân, thức hải đại vương rồi trưởng một lực Hamejuko cực mạnh vào tên mặt nạ và tiêu diệt hắn. Nhưng mà có vẻ bằng cách nào đó, một phần sức mạnh của hắn đã hóa thành rắn và chốt được. Hắn chính là thành viên của một nhóm tín đồ che mặt bí ẩn và chỉ biết chúng đang chờ một thứ gì đó gọi là Al-Saman. Còn về phía của Alibaba, cậu đau buồn khi Kasim ra đi mãi mãi. Nhưng những linh hồn Aladdin triệu hồi bọn họ đi gặp toàn bộ người thân trong vương quốc. Một cuộc hội ngộ đầy nước mắt diễn ra và lúc này linh hồn của Kasim cậu ta đã thực sự được cứu rỗi vì không còn một chút bóng tối nào vây quanh. Đó là một cuộc chia ly yên bình nhất của tất cả mọi người ở vương quốc Bolbat. Tập 18. Mọi người ở Bolbat cùng nhau chung tay giúp đỡ nhau xây dựng lại vương quốc. Alibaba cũng mở cuộc họp chính quyền tạm thời để mọi người cùng nhau tìm ra hướng giải quyết tiếp theo. Trong lúc Alibaba nói chuyện về những gì họ đã làm được, cậu bị một con rắn kỳ lạ cắn phải, nhưng có vẻ nó không có độc. Đồng thời điểm, chiến hạm của Kuo đã dần tiến đến cảng Bolbat. Để không xảy ra thêm nhiều chuyện phức tạp và bảo vệ cho Alibaba, Sinbad đã đánh ngất cậu và đưa cậu lên thuyền về lại Shinra. Còn một mình Shin sẽ đến để thỏa thuận với đế quốc của Kuo. Đã một tháng kể từ thời điểm đó, Morgiana thì vẫn tập luyện với Masaru và Shin đã quay trở lại. Kết quả cuộc thảo luận được anh kể lại, đế quốc Kuo đồng ý cho Bolbat sẽ nằm trong liên minh bảy đại dương của Sinbad và tự do toàn quyền chính trị trong vương quốc, nhưng vấn đề thuế và kinh tế sẽ phải ảnh hưởng bởi đế quốc Kuo. Đây cũng là cách tốt nhất mà Alibaba nghĩ Shin đã làm được cho vương quốc của mình. Cậu cúi đầu cảm ơn Shin. Cùng lúc, Shin cũng muốn huấn luyện cho Aladdin và Alibaba về kiếm pháp và phép thuật. Tuy là một Magi, nhưng Aladdin vẫn còn rất xanh và non, bởi vì họ đã nằm trong tầm ngắm của hội nhóm Al-Saman. Đó chính là tổ chức đã gián tiếp can thiệp vào những dòng chảy để đảo ngược chúng tạo ra các bóng tối vây quanh. Lúc này Shinra đang có một con thủy quái tấn công, Shin muốn Aladdin cùng Alibaba chiêm ngưỡng sức mạnh của hai người sẽ là thầy dạy cho họ. Hai người là hai trong tám đại tướng của vương quốc Shinra. Và sức mạnh của họ quả thật không tầm thường. Một người sử dụng thủy pháp và người còn lại là bậc thầy dùng kiếm. Với những động tác nhỏ, họ đã có thể làm gỏi cái con thủy quái này thành những miếng sashimi thơm ngon. Và tất nhiên cô gái này sẽ là dạy cho thằng nhỏ Aladdin. Nhìn cái mặt nó kìa, biết là nó chuẩn bị làm cái gì con người ta rồi đấy. Đó, thấy chưa? Dâm tặc mà. Tối nay cũng là một lễ hội tại vương quốc Shinra. Mọi người vui vẻ cùng chung vui với đất nước nhộn nhịp này. Morgiana thì xuất hiện với bộ đồ xinh xắn vô cùng. Xin giới thiệu 8 đại tướng của anh cho mọi người cùng biết. Masaru có một thanh kiếm khổng lồ nhưng cậu ta không phải là người hướng dẫn tốt. Jaffa là bậc thầy ám sát và lo chuyện điều hành quốc gia phụ giúp cho Sinbad. Hina Hoho là một người khổng lồ. Raken là một người có hình dạng giống rồng. Trước đây anh ta từng là người. Yamraiha là người sẽ chỉ dạy phép thuật cho Aladdin và Sakan sẽ là dạy kiếm cho Alibaba. Mà có vẻ hai ông bả như là chó với mèo vậy. Và còn cả Bisty và cùng Bastrop. Tám đại tướng chính là người của các quốc gia đã liên minh với Shinra về đây để xin giám hộ. Morgiana cũng bày tỏ tiếp tục mong muốn đi với Alibaba và Aladdin. Cô cúi xuống để bày tỏ ý nguyện của mình. Tuy nhiên cả hai nói cô có thể tự do quyết định vì họ giờ chỉ là những người bạn với nhau không cần phải lễ nghi câu nệ. Morgiana đã hoàn toàn tự do. Chính điều này làm cô thấy vui sướng và hạnh phúc và lao vào chung vui cùng điệu nhảy của mình. Tập 19. Alibaba và Aladdin cùng nhau bắt đầu quá trình luyện tập của mình với hai người sư phụ. Cùng lúc, Shin cũng tặng cho Alibaba một thanh kiếm bảo vật mà cha cậu từng tặng cho Shin, để Alibaba có thể chuyển hóa Amon sang một thần vật khác vì thanh gươm của cậu đã gãy trong trận chiến trước đó. Chỉ có những món đồ gắn kết với kỷ niệm của chủ nhân mới có thể khiến thần đèn di chuyển nhanh được, và thanh gươm Shin tặng là một thứ gắn kết với người cha quá cố của Alibaba. Anh cũng kêu Morgiana nên chọn một vật làm từ kim loại để lấy sức mạnh từ thần đèn của Alibaba để giúp họ chiến đấu. Thứ Morgiana chọn lại chính là chiếc còng xích chân cô mang theo năm nào, vì nó gắn bó với cô bao nhiêu kỷ niệm với những người bạn của mình. Bên ngoài cảng Shinra, có một vị khách chính là hoàng tử của đế quốc Kuo, Ren Hakuryo. Cậu ta đến đây với một trách nhiệm luyện tập mà Shin đã thảo luận trong lần bàn về quốc gia Bolbat lần trước. Và kèm theo một rắc rối chính là có cả cô công chúa hôm trước. Bả vừa gặp Shin là lôi thần vật ra đòi sống đòi chết với anh ta.
vì một sự việc hy hữu đã xảy ra trong chuyến đi lần trước của Shin, chính là trong buổi tiệc chia tay. Sáng hôm sau, bằng cách nào đó, tên Shin này đã trần truồng ngủ trên giường của người ta. Một việc ồ ế đã bị công chúa nói ra và khóc lóc đòi sống đòi chết với Sinbad. Còn đám tướng của Shin thì cũng chẳng tin lời biện hộ nào từ tên Yezom của họ. Ai cũng tin Shin đã làm chuyện đồi bại này vì cậu ta có tên là kẻ sát gái bảy đại dương. Có thể là do hắn đã quá uống say. Shin đành kêu Yamraha sử dụng phép thuật để diễn tả lại ký ức hôm đó của hai người. Theo dòng ký ức, Shin đã về phòng và nằm ngủ, nhưng còn công chúa đã bị một ai đó đánh ngất và đưa cô ta vào cùng phòng với Shin. Và thủ phạm thật sự chính là tên chư hầu của công chúa. Hắn muốn cô kết hợp cùng Shin khi thấy công chúa cũng có ý thích Shin. Nếu thành công, khi công chúa sinh con, hắn sẽ là người giám sát người thừa kế và gián tiếp điều hành quốc gia. Và tất nhiên, hắn cũng bị hai tên lính tố cáo việc này do không thể chịu được sự tủi nhục mà công chúa đang phải gánh chịu. Mọi việc đã được xử lý xong, nhưng công chúa có vẻ vẫn tha thứ cho tên chư hầu. Còn về mục đích của hoàng tử, cậu đến đây mong muốn Shin có thể hỗ trợ lật đổ đế quốc Ku vì họ đang bị một tổ chức bí ẩn nào đó chi phối. Hoàng tử dường như nhận ra được mặt tối của đế quốc mình. Shin nhận ra cậu ta chỉ là một cậu nhóc còn non kém. Anh không trả lời mà kêu cậu nên tìm hiểu và học hỏi từ Alibaba. Tập 20. Trong quá trình luyện tập, Sakan cho rằng trang bị thánh thần của Alibaba không phù hợp phong cách chiến đấu của cậu. Còn cách để khắc phục thì anh ta không nói. Không phải cái gì hỏi cũng có được câu trả lời đâu. Giống như những bộ anime nhà sản xuất người ta còn chưa ra phim phần tiếp theo, mấy bạn đã hỏi tại sao AL không làm phần tiếp theo của phim đó thì có hỏi ngàn lần cũng không có câu trả lời đâu. Google miễn phí mà. Nếu muốn AL làm phần tiếp theo của phim nào đó, bạn hãy tìm link để bọn mình coi. Nếu coi được thì bọn mình sẽ cố gắng làm. Vậy nghe. Thôi, quay trở lại phim, giận dỗi một tí vậy thôi á mà. Mugiana cũng được Shin làm cho trang bị thánh thần, đó là vòng đeo chân. Nhìn đeo vào rất đẹp quyến rũ, nhưng mà có vẻ dây nhợ tè le nên bả cũng không biết phải chiến đấu thế nào với cái này. Lúc này hoàng tử của đế quốc Ku đến để giao lưu với mọi người theo lời chỉ dẫn của Shin. Tuy nhiên vết thương mà Alibaba bị con rắn lần trước nó là thứ gì đó khiến tâm ma trong cậu luôn bị thao túng bởi một lời nói. Với những gì đế quốc Ku gây nên, khó để Alibaba có thể thiện cảm được với họ. Khi tâm ma liên tục tác động kêu cậu giết chết hoàng tử, Alibaba vẫn cố kiềm chế bản thân trước hoàng tử và vết thương lan rộng ra và làm cậu đau đớn. Đến khi Shin đến, vết thương ấy toát khí ra và đó chính là tên mặt nạ lần trước hắn vẫn chưa chết. Shin liền dùng thanh kiếm lao lên chém hắn làm đôi. Máu hắn bắn ra và dính lên nửa mặt và tay của Shin. Điều này có nghĩa Shin cũng đã bị dính lời nguyền cùng chung với Alibaba. Hắn nói cả hai dần sẽ rơi vào sự đồ bại và vết của họ sẽ dần hóa đen như là tên Jordan và biến mất. Ngay cả Zamraha cũng chưa từng thấy phép thuật nào phức tạp như thế này. Shin bảo có một thần đàn trên đảo Toran, mê cung thứ 61 Yagan có thể giúp chữa lành tất cả vết thương hay là bệnh tật nào. Nhưng Shin không thể đi cùng vì lời hứa với thần đàn thứ 7. Vì giới hạn con người, Shin đã sở hữu quá nhiều thần đàn, anh không thể chạm hay là đi vào bất cứ mê cung nào nữa. Chính vì thế, Alibaba sẽ cùng mọi người đến đó để chinh phục mê cung. Hoàng tử của đế quốc Ku cũng muốn đi cùng vì cậu cũng muốn tự mình có một thần đàn mà không phải chịu sự khống chế của tên Judah. Họ lên thuyền và gặp một con thủy quái. Đại tướng Beastie dùng chiếc kèn của mình và khả năng nói chuyện cùng động vật đã làm nó ngoan ngoãn hơn và họ có thể dễ dàng đi tiếp. Có điều nhìn vào bà nhỏ con chứ bả còn lớn tuổi hơn cả Alibaba nữa đó. Nhưng mà với cái thằng nhỏ Aladdin này lớn tuổi hay không thì phải dựa vào cái vòng một, mà xui thay Beastie lại là cô gái hai lưng, làm bả buồn tuổi luôn. Họ đã đến hòn đảo, một cô bé dân làng muốn đi theo để cứu người thân vì tin đồn cho rằng Yagan ăn luôn cả những người bước vào mê cung. Trong lúc Alibaba chần chừ để từ chối thì hoàng tử đã thể hiện lòng giúp đỡ của mình cho cô bé. Cậu hứa sẽ làm hết sức để cứu người thân của cô hoặc ít nhất là trả thù cho họ. Và Alibaba lại vẫn bị giọng nói ấy quấy nhiễu tâm trí. Có thể tha thứ cho hoàng tử cũng là một cách để thử thách mà Alibaba cần vượt qua. Còn về Shin, Jaffa nói rằng anh ta có thể tự mình phá giải lời nguyền, nhưng mà anh ta muốn bị chung với Alibaba để cậu có động lực. Trời ơi, chơi vậy chơi khôn vậy cha. Khi đến gần mê cung, tất cả họ đều bị hút vào bằng một lực bí ẩn và bốn người dần tiến vào mê cung Yagan. Tập 21. Trước mặt họ là mê cung Yagan. Những thực vật ở đây đều khổng lồ và không lạ gì khi tất cả sinh vật đều biết nói. Họ gặp vô số loài kỳ lạ và những cánh cửa đều thông với nhau. Duy nhất một cánh cửa dẫn sâu vô bên trong được Mugiana tìm thấy. Khi bước vào, họ gặp một con gấu như là gấu nhồi bông to lớn kinh khủng. Nhìn có vẻ vô hại, nó liên tục đòi mật ong. Nhưng mà khi một âm thanh kỳ lạ trỗi lên, con gấu trở nên điên loạn. Mugiana lao vào cho nó vài cú đá vào chân khiến nó bị bật ngã và Aladdin đốt đít nó một cái tên là gấu ôm mông bỏ chạy. Tiếp đến là một vườn cây và tên thần đèn Yagan hiện lên. Hắn nói nơi đây chính là khu vườn mà hắn dùng ma gôi từ những dân Toran để nuôi dưỡng. Họ bị những thân cây hấp thụ. Aladdin nói đây là một ma thuật khá phức tạp mà chỉ có người thực hiện nó mới có thể đảo ngược các lệnh để mà hóa giải. Đồng thời tên Yagan cũng bắt được cô bé từng nhờ mọi người giúp đỡ. Thế là để cứu được mọi người cùng cô bé, tất cả cùng vào một cánh cửa mà hắn tạo ra để nhận thử thách. Đầu tiên họ phải bước qua những tảng đá lơ lửng. Yagan nhận ra Aladdin là Magi và Alibaba đang mang theo Amon. Tuy vậy, hắn vẫn không hề run sợ và tiếp tục tạo âm thanh ma quái khiến những tảng đá điên loạn tấn công mọi người. Hakuryu cũng muốn giúp đỡ mọi người nhưng mà chúng đều biết ma thuật phòng thủ, chỉ tấn công vật lý như cậu thì không tác động được đến chúng. Nhờ vào quá trình luyện tập mà Aladdin đã có thể sử dụng ma thuật đa dạng hình hài hơn. Cậu tạo những bóng lửa truy sát những con quái vật và tăng lửa cho thanh kiếm của Alibaba để cậu tung đòn kết liễu tên cuối cùng.
Cả hai vừa đi vừa khen nhau vì trình độ đã tăng. Riêng Hakuryu thấy bản thân mình luôn được mọi người giúp đỡ. Cậu muốn từ giờ để bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu sẽ tự lo. Tên Jagan nghe được nên tách bọn họ thành hai nhóm. Hakuryu cùng Morgiana đụng phải những tên lính tượng được bao bọc bởi ma thuật. Điều này khiến cho đòn tấn công bằng chân của Morgiana không xi nhê lên chúng. Hakuryu đã dùng Magoi bên trong người nén nó thành nội công và dồn lên thanh đao của cậu tấn công tiêu diệt được một tên. Nhưng việc sử dụng Magoi liên tục như vậy khiến cho Hakuryu nhanh chóng đuối sức. Morgiana bảo để cô giúp nhưng mà tên này cũng cứng đầu như tên Alibaba. Mà thôi, Morgiana cũng chẳng quan tâm. Cô nói ai cũng có trách nhiệm mang vác trên vai. Cô sẽ cho Hakuryu mượn sức mạnh của cô coi như là giúp đỡ những người đặt niềm tin vào Hakuryu. Nghe bảo mấy tên này đá không được, vậy thì bà Morgiana này bưng lên chọi từng thằng lại với nhau khiến chúng vỡ vụn. Đúng là mỏng manh nhưng mà chẳng hề dễ vỡ tí nào. Khi tỉnh lại, Hakuryu bỗng dưng khóc lóc như là tên nhóc. Cậu ta cảm thấy bản thân mình vô dụng và tên Jagan liên tục sỉ nhục cậu là tên vô dụng. Thế là hắn giỏi lay cả mọi người. Alibaba bước lên và nói cậu cũng có trách nhiệm và hiểu được cảm giác của Hakuryu. Alibaba nhận ra rằng mình thật sự không ghét bỏ gì hoàng tử và muốn không để một ai phải cô đơn nữa nên là hãy cùng nhau chiến đấu. Những điều Alibaba nói đã gắn kết lại được tinh thần với Hakuryu. Tập 22. Shin vẫn đang theo dõi tình hình của nhóm Alibaba dựa vào phép thuật của Jamraha. Bất ngờ lúc này, màn trắng bao bọc Shin ra của Jamraha bị phá hủy và đó chính là tên Zoder. Hắn đã đến đây. Jaffa lao vào tấn công nhưng mà sức mạnh của cậu không thể đụng tới một Magi. Hắn đến đây để nói chuyện với Shin. Hắn thắc mắc tại sao có một Magi thứ tư xuất hiện. Vì thực chất chỉ có được 3 Magi tồn tại trong cùng một thời điểm. Zoden chính là tên Magi đầu tiên và hai người khác vẫn đang ẩn danh, họ chưa chết. Vậy sự xuất hiện của Aladdin là gì? Hơn nữa, Aladdin sở hữu một sức mạnh mà cả tên Zoden này cũng chưa nghe đến. Và mục đích khi tên Zoden đến đây chính là thông báo với Shin rằng tổ chức đang thực hiện một trận chiến nhắm thẳng vào vương quốc này. Nhiệm vụ của hắn chỉ là phá bỏ đi lớp ma thuật trắng bảo vệ nơi đây. Bên phía Alibaba, Aladdin đã nhận ra hình dạng của tên Jagan này không phải là một thằng đèn thật thụ, vì với sức mạnh bình thường của Aladdin mà hắn vẫn phải dùng bộ phận cơ thể để chống đỡ. Thì ra hắn cũng chỉ là một sinh vật được tạo ra trong mê cung này và có hình dạng giống chân thân thật của Jagan. Alibaba tức giận trước những gì hắn làm với người dân. Cậu lao vào một đường kiếm đã cắt đôi được đầu của hắn, tuy nhiên là Jagan sử dụng Magoi từ đất nên hắn cũng được hấp thụ từ đất. Hình dạng thật của hắn đang nằm sâu bên dưới lòng đất của mê cung này. Bọn họ bị tên này bẫy và rơi xuống ngay miệng tiêu hóa chân thân thật của hắn. Đúng lúc này, Morgiana đã có thể sử dụng những sợi xích của mình kết hợp cùng sức mạnh vay mượn từ Amon. Cô quật hai sợi dây giữ chân mọi người lại và đu lên đưa mọi người thoát khỏi nơi đây. Sau đó, Morgiana tiếp tục lao xuống sử dụng khả năng hiện thân thần vật, sức mạnh lửa từ Amon truyền vào sợi xích và Morgiana đã đốt cháy toàn bộ chân thân của tên giả mạo Jagan. Tuy nhiên, sức mạnh đó cũng ngốn cả mớ Magoi trong người của Morgiana khiến cô sức huyết mắt và ngất đi. Khi Aladdin mở cánh cửa cuối cùng của mê cung để tiếp cận gần Jagan thì tên che mặt cùng nhóm người trong tổ chức đã ở đây sẵn đợi bọn họ. Tập 23. Cái thật sự chúng muốn chính là Aladdin và Alibaba. Tất cả đều theo kế hoạch của Alad Saman. Hakuryu đưa cô bé cùng Morgiana ra khỏi vùng chiến để bọn họ có thể chiến đấu. Và đây, Dunja, công chúa của một vương quốc hùng mạnh ở phía Tây nhưng quốc gia của cô đã sụp đổ. Việc gia nhập tổ chức chính là để tìm kiếm sức mạnh và khôi phục lại vương quốc của cô. Và cô ta đi cùng một tên hiệp sĩ tên là Isaac. Một lần nữa, Alibaba lại căm phẫn khi cô ta cũng dùng thần vật hắc ám đâm vào người để chuyển hóa sức mạnh và biến thành thần đèn hắc ám. Cậu hoảng sợ khi thấy hình bóng Kasim lại hiện về trong tâm trí. Cô ta điều khiển các loại cát và loại lực từ tạo thành những bão cát xoáy. Zoden đang báo tin đến Shin và đế quốc Ku đã có 5 người chinh phục được mê cung và họ chuẩn bị chiếm lấy quốc gia này. Hắn đến đây để gửi một lời tuyên chiến và bay đi để tổ chức thực hiện cuộc tấn công trước. Shin đã phải mở cuộc họp với 8 đại tướng để chuẩn bị cuộc phản công. Công chúa Kugyoku cũng đã vô tình nghe hết những điều này. Màn trắng bây giờ muốn dừng lại cũng phải mất 10 ngày. Nhưng trước khi làm vua, Shin cũng là một người chinh phục 7 mê cung, vì thế anh ta sẽ bảo vệ bằng cách chiến đấu và ra lệnh mọi người chuẩn bị ra trận. Công chúa bước tới và bày tỏ rằng không biết tên Zoden vừa nói gì. Có thể cô không làm thế nhưng mà chắc chắn những người trong tổ chức đã tác động đến họ. Xin không hề nghi ngờ hay là gây khó dễ gì cho cô. Anh bảo cô nên quay về vì cuộc chiến có thể làm ảnh hưởng đến cô. Nhưng mà công chúa muốn góp sức để cùng Xin chiến đấu. Ây da, đúng là bà này bà chết vì trai rồi. Quay trở lại mê cung, Alibaba đang phải chiến đấu với tên hiệp sĩ Isaac. Thân thủ cậu khá chậm làm cho hắn cũng chẳng buồn đánh. Alibaba nhớ lại lời sư phụ mình dặn, vũ khí to đùng này thật sự không phù hợp phong thái chiến đấu của cậu. Chính vì thế, cậu đưa nó về nguyên bản và chuyển hóa thành dạng vũ khí thánh thần, về sở trường chiến đấu hoàng tộc của cậu. Với thanh kiếm nhỏ hơn, Alibaba đã kiểm soát được tốc độ và khả năng tấn công của mình bằng những đường kiếm đã chém đứt tứ chi của tên Isaac này dễ dàng. Còn Aladdin, tuy không thể tung đòn tiêu diệt Dunja, nhưng lợi thế của một Magi chính là nguồn Magoi vô tận từ Vrod. Aladdin liên tục tung đòn để cô ta phải chống đỡ và dần kiệt sức. Lúc này, tên trên mặt nạ đã chuyển hóa sức mạnh thực sự của thần vật hắc ám. Dunja thu mình lại thành dạng người và được bao bọc bởi các lớp hắc giáp. Cô ta tung những đòn xích chói Aladdin lại, may mắn thay là Alibaba đã chặt đứt cứu nguy cho cậu. Và tên Isaac hắn có thể hồi phục lại cơ thể dù đã bị Alibaba cắt đứt chân tay. Với khả năng tích từ dưới dần giúp hắn có thể di chuyển tốc độ, Isaac lao vào và để lại vết thương trên mặt của Alibaba. Trong lúc áp đảo, Hakuryu đã kịp quay lại để giúp đỡ Alibaba.
Tập 24. Cuộc chiến giữa vương quốc Shinra và tổ chức đã bắt đầu. Shin có cảm giác không lành vì chúng biết sức mạnh của Shin đang bị phong ấn trong lời nguyền, nhưng mà lực lượng của chúng không hề đông. Lúc này Junja đang tập trung sức mạnh để sử dụng chiêu mạnh nhất của trang bị thánh thần. Aladdin dùng bóng lửa để ngăn cản quá trình tập trung thì Isaac đã cản trở. Alibaba sẽ cùng Hakuryu tấn công để Aladdin hỗ trợ phía sau. Aladdin tạo bóng nước để kết hợp sức nóng để làm làn xương che tầm nhìn của địch. Tuy nhiên Isaac có thể dễ dàng di chuyển bên trong nhờ lực từ dưới chân. Trong lúc bất cẩn giữa làn xương, Hakuryu đã đỡ một đòn chí mạng giúp Alibaba và kết quả là cánh tay của cậu ta đã bị chém lìa ra. Junja đã tập hợp đủ sức mạnh, hàng ngàn mũi kiếm để tập hợp và lao xuống tấn công cả bọn. Nhóm đại tướng cũng gặp những kẻ sử dụng thần vật hắc ám có vẻ như sư phụ Sakan gặp chút khó khăn. Còn Masaru vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản trước những cú đấm ngàn cân của tên này. Vistik kêu gọi những thủy quái của đại dương hỗ trợ họ tấn công làn dung dịch đen đang tiến gần đến vương quốc. Nhưng bất cứ sinh vật nào chạm vào dòng dung dịch này đều bị chúng tiêu hóa. Bên này sau đòn tấn công, tưởng chừng Junja đã thành công. Nhưng hóa ra, cô ta chỉ tấn công vào ảo ảnh nước bởi Aladdin. Cô ta đã dùng thủy thuật để tạo lớp xương và dần ảo ảnh của bọn họ khiến cho Junja tấn công vào hư không. Alibaba lao vào tấn công, nhưng mà tên Isaac có biểu hiện rất lạ. Cậu lao vào chém đầu của hắn, thì ra đây là một cơ thể rỗng. Isaac chính là một con rối do Junja dựng nên. Vì khi quốc gia của cô ta sụp đổ, cô ta đã rất cô đơn nên đây chỉ là mago của cô ta tạo dựng nên như một người đồng đội của mình. Sau bao việc, Alibaba quyết định không giết cô ta vì cậu nghĩ chính Junja cũng bị bọn người của tổ chức lợi dụng. Và lúc này, tên che mặt thẳng tay dùng lưỡi móc thẳng qua người của Junja để giết cô ta vì sự thất bại. Quay lại với những đại tướng, thì ra nãy giờ bọn người trong tổ chức dùng sức mạnh thần vật hắc ám nên là lấn áp họ được một tí. Đến khi họ cũng mượn sức mạnh từ thần vật của Shin, chuyển hóa hiện thân thần vật, thì một tích tắc tiêu diệt hết mấy tên lâu la này. Khi Alibaba chạy tới đỡ Junja, cậu nhận thấy dòng ký ức và quá khứ của cô ta thông qua các rốt hắc ám. Quốc gia của Junja đã bị tổ chức can thiệp vào làm đảo chính người dân tấn công hoàng tộc như cách Kasim tấn công cậu. Tức giận cùng căm hận, Alibaba dần hòa mình vào làn sức mạnh của rớp bóng tối của Junja. Aladdin muốn dùng sức mạnh Solomon để đem ánh sáng về lại cho Alibaba, nhưng tên che mặt nạ đã cản trở cậu. Khi lòng căm phẫn của Alibaba lên đỉnh điểm, nhát đâm của cậu vào tên che mặt cũng là lúc thân xác và tâm hồn cậu bị Al-Summon chiếm đoạt hoàn toàn. Chúng đã đạt được kế hoạch hồi sinh sức mạnh Summon. Tập 25. Alibaba đã bị kiểm soát bởi tên che mặt và con mắt trên trán. Morgiana cũng đã hồi được một tí Magoi và ra cùng mọi người tấn công phá hủy con mắt để đem Alibaba trở về. Ramraiha bên ngoài vẫn đang chiến đấu với tên hắc ám từ tổ chức. Raken cũng thử dùng lửa nhưng mà chỉ tiêu diệt được một ít dung dịch. Quay trở lại, Morgiana lao vào tấn công Alibaba, nhưng giờ đây cậu không thể làm mọi việc theo ý muốn. Bất ngờ thay là Hakuryu đã chinh phục được Jagan và cậu gọi chân thân của ông ta ra. Jagan giúp tái tạo lại cánh tay cho Hakuryu, từ giờ sẽ là trách nhiệm và khả năng chiến đấu của cậu. Hakuryu lao vào xoay xoay thanh đao, thế là hất tung được thanh kiếm ra khỏi Alibaba. Morgiana tiếp nối lao lên đạp thẳng vào con mắt trên trán cậu, sức mạnh Solomon từ Aladdin xô thẳng vào Alibaba. Bên phía Jamraiha, tên trong tổ chức đã dùng đến sức mạnh thần vật hắc ám và trang bị hắc thiết bao bọc. Hắn liên tục điều khiển những quả cầu tấn công Jamraiha và làm vỡ những lớp giáp quanh người của cô, mà áo ngực của người ta cũng phá luôn. Tên này đúng là dê già mà. Hắn cũng dùng một đòn tổng lực sức mạnh tập trung từ thần vật như là Junja vào Jamraiha. Nhưng những thứ hắn vừa phá vỡ chính là những vật mà cô dùng để chứa đựng Magoi. Một lớp khiên phép trắng dựng lên từ sức mạnh được phá vỡ và đòn tấn công của hắn đã bị phản vào lớp dung dịch giúp tiêu hủy được phần lớn. Từ xa, ngọn giáo của đồng đội cô phóng lên đâm xuyên tên dê già này. Công chúa Kogyoku cũng hóa thân và dùng một trận đại hồng thủy nhấn chìm và tiêu diệt toàn bộ dung dịch phần còn lại. Đúng là lỡ yêu rồi chứ bả dùng sức mạnh này mà đánh lộn thì cũng là một vấn đề đó nha. Bên Aladdin, cậu đã vô được tâm thức của Alibaba. Một cú đẩy từ Kasim để Aladdin có thể tiến tới và an ủi tâm hồn của Alibaba. Alibaba đang rơi vào mớ hỗn độn của số phận. Lại một đặc trưng nữa của anime, an ủi nhắc nhở kỷ niệm. Hành trình mà cả hai đã vượt qua, những người bạn mà họ đã quen biết đã giúp cho họ có thêm sức mạnh thay đổi thế giới. Nếu sai lầm thì hãy tìm cách sửa sai, tìm cách tốt hơn để tiến về phía trước. Những lời khuyên đó từ một người bạn chân thành, Aladdin đã mang Alibaba từ bóng tối trở lại được. Tên che mặt sau khi gây một mớ hỗn độn lại tiếp tục tìm cách trốn, nhưng mà lần này thì khác. Lại một sức mạnh kinh hồn từ Shin. Anh bước ra từ vòng dịch chuyển chặn đường hắn. Hắn bất ngờ khi Shin có thể sử dụng Magoi mà không sợ năng lực bóng tối nuốt chửng vì lời nguyền. Và nguyên nhân chính là trong chính bản thân Shin, sức mạnh thần vật của anh ta đã bị nguyền rủa sẵn, sở hữu cả rớt ánh sáng và cả rớt bóng tối. Nên là ba cái lời nguyền con này thì làm gì được Sinbad đây. Một cú đánh của Shin đã hủy diệt toàn bộ cơ thể thật của hắn, chỉ còn một lại chút linh hồn bên trong của Alibaba. Aladdin hỏi hắn lý do vì sao hắn muốn thế giới chìm vào bóng tối. Ở thời kỳ Omatoran, khi tất cả giống loài mạnh nhất chung sống với nhau, khi dân số tăng lên quá đông, cuộc chiến tranh giành nhu yếu phẩm đã xảy ra và con người chính là loài yếu nhất. Và chỉ có bóng tối mới giải cứu thế giới, liên kết các sức mạnh để không dẫn đến quy luật tự nhiên. Khi dân tăng, chiến tranh xảy ra, thiệt hại và bão hòa dân số. Một vòng lặp cơ thể duy trì, đó là thứ khiến cho hắn muốn thay đổi. Nói chung đoạn này mọi người hiểu sơ sơ thôi. Muốn hiểu rõ các bạn phải đọc lịch sử hình thành của thời kỳ Omatoran. Alibaba đã quyết định tha cho hắn và với sự tha thứ này, Aladdin đã gửi hắn về lại với Solomon. Dường như hắn có mối quan hệ mật thiết với Solomon.
Linh hồn Isaac cũng đã đến chào tạm biệt Junja. Cô vẫn có thể được cứu và Kasim vẫn giữ một phần tâm hồn bên trong Alibaba. Chính vì vậy mà lời nguyền của cậu đã bị kìm hãm. Khi Alibaba tỉnh lại, Morgiana đã mừng rỡ và thiếp đi vì quá mệt bên vòng tay của cậu. Đẩy tiền thôi. Mọi người trong mê cung được cứu thoát và trên con đường dịch chuyển về lại trái đất, hai người bạn của chúng ta tiếp tục trao nhau những hy vọng cho một tương lai chờ đón bọn họ. Em là Maggie, người sẽ dẫn dắt anh thành một đức vua. Bộ phim đã kết thúc và chúng ta vẫn còn chờ đón những trận chiến tiếp theo mà tên Jordan đã nhắc đến, những nhân vật và sở hữu thần vật của đế quốc Khu. Hành trình chỉ vừa mới bắt đầu với Aladdin và Alibaba. Sức mạnh thật sự của Sinbad còn mạnh đến cỡ nào nữa đây? Hãy chờ video về season 2 của bọn mình ở tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã nhắn tin nhắc nhở tụi mình trên fanpage là đang có những kênh sẽ nhảy vào làm hẳn season 2 để thu hút mọi người qua xem. Nhưng AL có những thứ riêng biệt mà mình biết các bạn sẽ cảm nhận được, nên là hãy đợi video từ tụi mình nhé. Xin chào và sớm gặp lại nhau thôi. Bye bye. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.